Đây ha, là yêu cầu tiếp tục là lần thứ 10, yêu cầu ông Thái Hoàng Hùng, đơn vị công tác là tòa án huyện Châu Phú, mời anh kiểm tra nồng độ cồn. Mời ông Thái Hoàng Hùng kiểm tra. Lần thứ 11, yêu cầu ông Thái Hoàng Hùng, cán bộ tòa án huyện Châu Phú, kiểm tra nồng độ cồn, anh có chấp hành không? Bây giờ nè, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, anh chấp hành không? Yêu cầu lần thứ 12, ông Thái Hoàng Hùng có chấp hành nồng độ cồn không? Anh không chấp hành đúng không? Em lỡ anh tha thứ cho em đi. Rồi giờ này, mời hỏi cồn, hỏi về vô. Hỏi đi cho nó rồi, cho nó xong. Sao anh để tay tôi ra? Thôi giờ anh muốn giữ xe, giữ đi. Rồi yêu cầu nè, thứ nhất, anh có xuất trình được giấy phép lái xe không? Em có thẻ đảng cho anh rồi đó. Tôi yêu cầu kiểm tra giấy phép lái xe anh chứ không phải là thẻ đảng anh. Anh có phép lái xe không? Không được rồi. Giấy phép lái xe anh có không? Hỏi đi. Cho nó rồi. Giấy phép lái xe anh có mang theo không? Hỏi đi cho nó. Của em đi anh ơi, lỡ. Bây giờ lần thứ hai hỏi nữa, giấy phép lái xe anh có hay không? Giấy phép lái xe của anh. Trời ơi, cứu cái gì? Giấy đăng ký xe anh có hay không? Mình đã vi phạm rồi, bây giờ mà bị ba em chết nó đúng xe em lỡ. Bây giờ tiếp tục nè, yêu cầu nè, kiểm tra rồi còn nữa đối với ông Thái Hoàng Hùng. Ông có kiểm tra không? Không kiểm tra đúng không? Anh không chấp hành đo cồn phải không? Xin lỗi em đi. Chú lỡ rồi, tha thứ cho chú đi. Bây giờ nè, yêu cầu kiểm tra cồn nè, kiểm tra không? Bây giờ chấp hành anh. Rồi, mời thổi vô. Chấp hành đâu đâu cồn đi, cho xử lý cho nó nhẹ. Chú có rồi. Thổi vô không? Chú lỡ rồi, tha thứ cho chú đi con. Con cũng đáng con của chú rồi, con của chú cũng làm việc ở đây không mà. Đâu đâu cồn. Đẩy ra phải không? Mình dùng tay đẩy ra đúng không? Rồi, mời kiểm tra cồn. Không kiểu luôn phải không? Rồi, anh đẩy ra nè. Anh đẩy tay tôi ra nha. Giờ yêu cầu cho cậu. Bây giờ chú tha thứ cho con. Dạ mọi lỗi rồi. Con tha thứ chú đi. Không có, mình vi phạm là bị xử lý thôi, không gì tha thứ chứ. À chú xin lỗi con rồi. Bây giờ nè kiểm tra cậu không? Rồi đúng rồi. Đây tên đây. Đừng có lo. Muốn nói gì muốn nói, muốn sỉ nhục gì cũng được chứ, muốn chửi cũng được nữa. Không chú, sao chứ. Chú lỡ làm tha thứ cho con đi chú không, ơi. Bây giờ nè. Anh vi phạm nồng độ cồn, anh có nồng độ cồn rồi, chúng tôi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn anh có chấp hành không? Lần thứ 15 yêu cầu ông Thái Hoàng Hùng, cán bộ tòa án huyện Châu Phú, kiểm tra nồng độ cồn, anh có chấp hành không? Chú lỡ rồi tha thứ cho. Mời anh có kiểm tra không? À để tay nữa không? Ừ. Chú lỡ rồi tha thứ cho chú được. Rồi giờ này yêu cầu nè, kiểm tra giấy đăng ký xe, anh có giấy đăng ký xe không? Có mang giấy đăng ký xe theo không? Giấy chứng nhận đăng ký xe có mang theo không? Tha thứ cho chú được. Giấy chứng nhận đăng ký xe anh có mang theo không? Tha thứ cho chú đây. Anh có giấy phép lái xe đây không? Có mang theo không? Tha thứ cho chú được. Có mang giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe theo không? Tha thứ cho chú được rồi. Rồi, lọc bản hết đi. Đây,